Sazu chính thức tung ra sản phẩm mới. Mọi người ơi, cà gai leo fresh, cực cool, cực tươi mới. Với sự kết hợp độc quyền cà gai leo cùng táo mèo, hương vị thanh thanh, chua nhẹ, ngọt hậu vô cùng đặc biệt, tạo nên một thức uống vừa giải khát lại có lợi cho sức khỏe, thích hợp với mọi lứa tuổi. Miễn phí vận chuyển từ đơn hàng 250.000. Với một sản phẩm chất lượng từ một công ty có hàng chục năm kinh nghiệm sản xuất trà thảo dược, thì còn chần chừ gì mà không đặt hàng và thưởng thức ngay hôm nay.